Em có một con Mixer Mucky 1402 với cái vợt Pro. Con này em thanh lý 2,5 triệu nha. Nó hơi xấu một chút. Mixer này của Mỹ nha. Đây, con này thanh lý 2,5 triệu nha. Anh em nào có nhu cầu xài liên hệ số điện thoại mình nha. Rồi, xin chào tạm biệt, liên hệ số điện thoại và Zalo nha.